ơi khóc nỗi đau này. 90% là siêu hát. Wow, Dragon City Mobile, bo. Vàng vàng. Wow, vàng vàng. Siêu hát. 90%. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Vũ Lít và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Dragon City. Và mình xin thông báo các bạn một điều, đó chính là đây sẽ là clip Dragon City cuối cùng ở trên cái channel Vũ Lít của mình. Và bắt đầu từ ngày mai 10:30 sáng mỗi ngày, mình sẽ úp Dragon City ở bên kênh Cá Mòi TV. Vì thế nếu bạn nào mà muốn xem Dragon City thì các bạn hãy qua bên kênh Cá Mòi TV vào 10:30 sáng mỗi ngày để xem nha. Cái lý do tại vì sao mình không làm ở trên cái kênh này nữa, bởi vì là cái kênh này nó đang bị một cái gậy vĩnh viễn. Bạn nào mà có theo dõi mình mấy ngày hôm nay thì các bạn đã biết rồi. Thì chắc là tương lai cái kênh này mình sẽ chỉ làm về Free Fire cũng như là livestream cho các bạn xem thôi. Còn mình sẽ không làm clip nữa. Thì nếu bạn nào muốn xem những cái clip về ăn uống ấy, thì các bạn có thể qua bên kênh Vũ Lít TV để xem. Còn nếu bạn nào mà muốn xem Dragon City thì các bạn cứ qua bên Cá Mòi TV các bạn xem nha. Còn nếu bạn nào thích xem livestream thì các bạn cứ xem ở cái kênh này. Thực sự ấy, là mình rất là đau đớn các bạn ạ. Đau quặn lòng luôn, bởi vì là cái gậy nó không gỡ được ta. Đó, cho nên là dạo này cứ rất là nhiều người chửi mình là sao mà sub nhiều mà view ít tê. Thì thôi, bây giờ mình sẽ đập đi xây lại, mình sẽ làm lại mấy kênh bé để nó sub ít, view ít luôn để cho anh em hài lòng. Ok, và hiện tại thì hôm qua mình có làm một cái clip ở bên kênh Cá Mòi rồi. Thì mình có hỏi mọi người là mình nên mua cái gói nào. Thì anh em có kêu mình rất là nhiều là mua gói 750 game này đi. Thì hiện tại nó cũng sắp hết giờ rồi, còn có 11 phút thôi. Cho nên là mình làm một cái clip ở kênh này để mình thông báo mọi người biết là mình đã chuyển qua Cá Mòi TV làm Dragon City rồi. Nhân tiện thì mình cũng mua cái gói này cho anh em xem luôn. Ok, thì đây sẽ là cái tập cuối cùng ở cái kênh này nha mọi người. Nhưng mà hiện tại là mình đang bị thiếu game này. Hiện tại mình chỉ còn có tầm 200 game thôi, nhưng mà mình sẽ mua ha. Có rất là nhiều bạn bảo mình ấy là anh ơi, anh chỉ em mua game ở trên Dragon City đi. Trời ơi, thực sự là mình thấy cái việc mua game nó dễ mà. Các bạn chỉ cần có một cái tài khoản Momo thôi. Các bạn nạp tiền ở Momo, sau đó các bạn liên kết với cái App Store của các bạn. Google Play của các bạn là các bạn đã có thể mua game rồi. Ví dụ đây nhá, mình đã liên kết được rồi. Bây giờ mình sẽ mua cái gói này. Mua cái này đi. 1700 game ha. Đây thì đó, mình đã liên kết với Momo rồi. Bây giờ mình chỉ cần mua phát một nhấn là mua được thôi anh em. Đấy, đơn giản lắm. Nhưng mà mình không hiểu các bạn muốn mình hỏi mình về cái vấn đề gì á. Đó, vậy là mình đã mua được 1700 game rồi anh em. Đấy, các bạn thấy nó đơn giản không? Đó, 1.250.000 bay đi trong vòng một nốt nhạc. Easy vãi cả trường. Thì mấy hôm nay mình đang đầu tư khá là nhiều vào Dragon City. Như bạn thể thấy đấy, mỗi lần mình chơi Dragon City là như kiểu là mình đi hiến máu nhân đạo đấy. Thì thế mà nếu như các bạn mà ủng hộ mình ấy, thì các bạn đừng quên bấm like, share, click vào quảng cáo xem để mình có thêm thu nhập, để mình có thể phát triển những cái series Dragon City nha. Mình bỏ Dragon City chỉ bởi vì là mọi người không có ủng hộ, không có xem, không click quảng cáo, mình không có tiền, mình không có review dòng mới cho các bạn xem được. Đấy, đấy là một cái lỗi lầm của mình. Vì thế mình cũng chỉ mong anh em xem nhiều một tí để mình có kinh phí để mình làm thôi anh em ạ. Ok, và bây giờ thì mình sẽ mua cái gói đấy nha mọi người. Gói mà 500 thì 700 game. Đâu rồi ta? Mấy gói này. Đây. Ủa? Gói đâu rồi ta? À đây. Chính là gói này nha các bạn. Khi mà chúng ta mua gói này thì chúng ta sẽ được 5 triệu trái cây. Một quả trứng cái con VIP mình thích. Chúng ta có thể chọn bất cứ một con VIP mình thích nào ở trong đây. Đó, bánh gạo 5 sao cũng có nha. À không, bánh gạo nhưng mà chỉ 1 sao thôi. Nhưng mà mình đang suy nghĩ là mình sẽ pick con nào đó nó xịn xò. Đây à, mình đang ưng nhất đấy con Triumphant Dragon này. Nhìn nó cực kỳ ngầu luôn các bạn ạ. Hoặc là cái con gì Steel Chest Dragon này. Các bạn ơi, trong đây các bạn thấy con nào đẹp nhất thì các bạn hãy... Ui, con ngôi sao vàng này.
đẹp nhất thôi nhá, mình chỉ cần đẹp thôi, mình không cần mạnh đâu. Các biết tại sao không? Bởi vì là dù nó có mạnh ấy, thì mình cũng chả lôi ra để đánh nhau đâu. Bởi vì là mạnh nó không giải quyết được vấn đề gì nhiều. Con này ngon thế. Trong đây có rất là nhiều con ngon con này à. Con này thì cũng đẹp này các bạn. Đó. Mấy con rồng đây nhìn đẹp quá. Mấy con VIP mình thích đẹp ghê. Xem nào. Con này cũng đẹp này. Con này nhìn nó giống con sự kết hợp giữa con Joker Dragon với con 2 Vigo Dragon ha. Con này đẹp này các bạn. Đó, trời ơi. Quá trời rồng Legend, con này cũng đẹp. À con này mình có rồi. Ủa? Con này mình nhớ nó chỉ là con rồng VIP thôi thì phải. Sau hôm nay nó lên được VIP Mythic rồi anh em. Future Bad Dragon, mình nhớ là mình có cả hai con này rồi. Nhưng mà mình nhớ là ngày xưa nó chỉ là rồng VIP thôi ta. Sao giờ nó lên được VIP Mythic rồi? Con trai cưng của bé cá sấu này. Bé cá sấu này. Nói chung là trong đây mình có rất là nhiều con chưa có. Con này mình có rồi, con này mình cũng có rồi. Con này chưa có, với con cũ cũ mình chưa có các bạn ạ. Chắc mình sẽ lấy một cái con nào nó mình chưa có đấy. Rồi, và nó sẽ từ từ mua đã không tí nữa hết giờ toang. Máy review nó hết giờ là toang các bạn ạ. Ồ, mình chưa muốn mở hay sao? Bây giờ mình chưa muốn mở hay sao các bạn? Từ từ. Nếu bây giờ mình chưa muốn mở thì mình sẽ thoát ra. Mình vào lại các bạn ạ. Bởi vì thực sự là mình chưa muốn mở. Mình muốn hỏi ý kiến của mọi người xem là mình nên mở để lấy con gì cơ. Chứ bây giờ tự nhiên mình vào mình mở luôn thì mình không thích lắm. Trời ơi. Lỡ mất công cái con đấy mà mọi người không thích thì sao? Mình thích nhưng mọi người không thích đấy. Mình muốn hỏi ý kiến của mọi người để xem mọi người thích con gì nhiều ấy. Thì mình sẽ mở con đấy. Chứ bây giờ mất công mình thích nhưng mọi người không thích thì mình cũng hơi toang đấy các bạn ạ. Rồi hôm qua mình mua gói 1.700. Ủa nó vẫn bán tiếp à các bạn? Nó vẫn bán nữa này. Có nghĩa là chúng ta cứ mua cái gói này thoải mái nha. Chúng ta chỉ cần bỏ 750 game ra là chúng ta sở hữu một con rồng. Vậy thì mình sẽ mua thêm nhỉ. Để xem nào. Có lời không ta? Mua thêm luôn anh em ạ. Mình sẽ mua thêm luôn. Mình sẽ mở để lấy một con. Lấy một con trước. Vậy là mình. À. Trời ơi. Mình không được chọn các bạn ạ. Nó sẽ ra ngẫu nhiên. Trời ơi. Mình tưởng là nó sẽ cho mình được chọn cơ. Được chọn anh em ơi. Ui. Vua Skeleton à. Ôi, vậy là mình cũng được chọn rồi. Tưởng thế nào. Là buồn bã. Vậy là mình khuyên anh em đừng có mua gói này nha. Ôi, mình không thích lắm. Ôi, vậy là mình sắp sai lầm rồi anh em ạ. Bây giờ mình chỉ còn 400 game thôi. Mình vừa bỏ 1.400 game vào những cái việc vô ích rồi. Các bạn là mình tưởng là nó ngon lắm. Nhưng mà hóa ra thì nó chả ra cái gì đâu các bạn ạ. Đây, để mình vào trong kho. Vào kho anh em ơi. Đây. À, đâu? Đây đâu có cái kho đâu. Trong đây nó bán mấy con Legend mới này. Vậy thà mua mấy con Legend ở trong đây không? Tính ra thì cũng được các bạn. Cũng không tệ lắm. Đâu? Ồ. Rồi quả trứng nó tự mở luôn ạ. Tự tiện thế. Mình không biết quả trứng nó mở ra cái gì các bạn ơi. Mình không biết quả trứng nó mở ra cho mình cái gì. À đây. Mấy quả trứng nó vẫn còn ở đây các bạn ạ. Ủa? Nhưng quả trứng VIP Mythic đâu? À hình như nó mở cho mình con Deep Jungle Dragon thì phải. Con này chắc mình cũng chưa có. Dù sao thì mình thấy nó cũng được các bạn ạ. Không tệ lắm. Nhưng mà hôm nay mình sẽ review cho anh em một cái con rồng mang tên là Skeleton King nhá. Đây. Con này mình chưa có. Ôi, cái gì vậy? Nó bị nhảy các bạn ạ. Skeleton. Đấy, mình trực bạch cho anh em đấy. Anh em đừng thử nghiệm theo mình nhá. Ơ, con này mình có rồi à? À, chưa có này. Đây là vua Skeleton. Đây. Review cho anh em xem luôn. Đó. Sorry mọi người nhá, mình đang bị sổ mũi cho nên là mình cứ lâu lâu mình cứ bị xịt ấy. Các bạn thông cảm cho mình nha. Đây. Cho nó ăn lên cấp... À! Con này cấp 7 với tiến hóa. Vậy là chứng tỏ là con này sẽ thuộc vào cắt 5 hay là cắt 10 gì đó. Đó. Tiến hóa thứ nhất này. Ngầu. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hóa thứ hai cho nó xem sao. Cấp 15 sẽ tiến hóa thứ hai. Vậy là theo mọi người là mình mua vậy là lời hay là lỗ nhỉ? Mình không biết là mình mua thế là mình lời hay lỗ nữa. Nhưng mà theo bản thân của mình á, 750 game
để chúng ta mua một con rồng Legend và một con rồng Fit Mythic thì mình nghĩ là vẫn lời các bạn ạ. Với điều kiện là chúng ta phải chưa có những cái con đấy nha. Những cái nick mà nó mới mới như kiểu nick cậu Uyên ấy thì mình nghĩ là sẽ lời. Còn mấy cái nick mà nó có sẵn như của mình ấy thì mình nghĩ là nó lỗ các bạn ạ. Bởi vì lỡ may mà mình mở trùng cái là mình toang luôn đấy các bạn. Đây. Khá là ngầu ha. Nhưng mà chiều đó thì không ngầu lắm. Đam cao nhất của nó là 1050 à. Và đây là ba dạng tiến hóa nữa này. Lúc nó bé, lúc nó trung niên và lúc nó trưởng thành. Nhìn cũng có vẻ đẹp ấy. Cái con này là con mà trưởng thành là đẹp nhất là mình thấy. Con này là một con dậy thì thành công các bạn ạ. Riêng mình thấy lúc nó trưởng thành thì nó khá là ngầu. Xem thử cái animation nó lúc trưởng thành nào. Được nha. Đó. Nói chung là không tệ lắm. Các bạn có cái tên gì hay hay để mình đặt cho con này không? Nhìn cũng được phết đấy nhở. Được á. Thì rồi. Hôm nay mình đang bị sổ mũi đó, cho nên mình cũng không tính là quay nhiều. Mình cũng tính là quay một chút để mình nói cho mọi người biết thôi. Bởi vì là chắc chắn là sẽ có rất là nhiều bạn chưa biết là mình sẽ chuyển vào làm Dragon City vào 10:30 sáng mỗi ngày ở bên kênh Cá Mòi TV nha. Và những bạn nào mà yêu quý Dragon City và muốn xem Dragon City thì cứ qua kênh đấy xem. Còn nhiều bạn nói là em không chịu đâu, anh hãy làm kênh này đi. Thì kênh này bây giờ mình có làm bao nhiêu ấy thì view nó cũng chả khá được hơn đâu. Vì thế mà các bạn cứ qua bên kênh Cá Mòi TV đi để giúp mình. Đấy, còn những bạn nào mà ghét mình ấy thì các bạn đừng qua. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Còn bây giờ thì bye bye.